Man 2.4 này nhiều các bác chê này. V3 đấy nhá. V3 này. Đấy, một kênh đập giúp 400W 8 ohm. 4 ohm là 600W, 600W kênh A và kênh B là có 400W thôi. Kênh B nó đang 8 ohm là 400W, kênh B là 400W trên 8 ohm, kênh A là 4 ohm 600W đấy. Mà quý vị và các bạn cùng nghe tiếng súp nó đánh. Vâng. Một kênh đánh súp, một kênh đánh volume drain. Quay luôn cả ban thờ thế này. Đấy. Hàng sóng rồi các bạn, 16 triệu rưỡi bao phí. Giá tại cửa hàng 15 triệu. Ok, các bác nào quan tâm thì cấu hình này thì hẹn trực tiếp nhé. Tầm này là 12 giờ bao nhiêu phút trưa này, nên là em không bê loa ra ngoài trời được. 12 giờ 43, nên là không bê loa ra ngoài trời đánh tương bừng được. Chỉ để trong đây mà đánh, có một quả một thôi, còn kêu trời kêu đất lên này.